Hello, xin chào tất cả anh em nha. Mình là Nhật Audio. Trong video hôm qua thì Nhật đã quay tổng quan về nội thất ở bên trong của bộ Rà Bao và Tuner đến từ thương hiệu của Pioneer, model là 1500. Thì trong video này thì Nhật sẽ test về chất âm của bộ Rà Bao và Tuner này. Và trước khi vào bài test chất âm thì Nhật sẽ quay về hình thức thiết kế cũng như là cấu hình của bộ Rà Bao và Tuner này nha anh em. Mời anh em cùng xem. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với bộ Rà của Pioneer trước. Lên model là C1500. Bộ Rà này nó sẽ được trang bị chúng ta đầy đủ cái nút tính năng từ bass, treble và các mối chức năng là nghe rap, stereo hoặc nghe mono, ba lăng, và đặc biệt thì có cả loa nét nha anh em. Super nick này thì chúng ta dùng nhiều nhất là khi chơi mâm đĩa than. Còn đây là volume và các cổng lấy tín hiệu nguồn vào. Còn phía trên là bao của Pioneer, model là M1500. Bao này thì đặc biệt nó sẽ có hai cái đồng hồ vu nhảy theo điệu nhạc và nó sáng đèn lên và nó là cực kỳ đẹp nha anh em. Và bao này anh em chơi được hệ thống là hai cặp loa anh em, dây đánh là AB cột được luôn nha anh em. Còn phía trên là bộ đài radio của Pioneer, tên model là F1500. Bộ đài này thì nó cũng sẽ có cái đồng hồ nhảy đèn và nó là cực kỳ đẹp luôn anh em ạ. Còn phía trên là một bộ radar nha anh em, và nó cũng sẽ có cái cây kim. Đây, cây kim thì nó sẽ có đèn sáng luôn để cho anh em chỉnh và nó là dễ dàng hơn rất là nhiều anh em ạ. Đây là bộ dòng sản phẩm của Pioneer, mình đánh giá rất là cao và tính đồng bộ và thiết kế của bộ ba này. Giá để lại cho anh em của mình nó là cực kỳ tốt luôn, chỉ mới 8.900.000 đồng. Và nếu anh em muốn mua thì anh em phải liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Đây, Nhật sẽ quay về thông số kỹ thuật ở phía sau của bộ này. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ đến với bộ Rà của Pioneer trước. Model C1500. Con này là điện 100V, công suất là 8W. Bên dưới là số series. Còn bên đây là cái cổng mà anh em lấy tín hiệu nguồn vào. Input là anh em sẽ lấy tín hiệu là nghe nhạc cho anh em. Còn đây là tép này là anh em dùng để ghi âm mà chủ yếu thôi. Còn cổng out ngoài thì anh em xuất vào cái bao này nha anh em. Đây, hai cái này nó sẽ nối tiếp nhau nha anh em. Còn đây là cái cổng mà anh em cắm dây loa của cái bao nha anh em. Cái này nó sẽ chơi được hệ thống hai cặp loa. Đây là tem của dòng sản phẩm này. Pioneer model M1500. Điện 100V, công suất là 130W. Bên dưới là số series. Đây là một công suất mình thấy nó là cực kỳ tốt của Pioneer nha anh em. Đa số những dòng sản phẩm của Pioneer mặc dù công suất nhỏ thôi nhưng mà đánh với loa khủng mình đánh giá nó là cực kỳ cao anh em ạ. Và đặc biệt thì dòng này nó sẽ chạy chúng ta tổng cộng là 4 con sò sắt của nét nha anh em. Đây là một dòng sò mà mình thấy là ngay cả những cục đẩy cao cấp, đó là những cái dòng âm ly cao cấp của Pioneer thì mình thấy dùng sò sắt của nét cũng rất là nhiều luôn anh em ạ. Còn cuối cùng là bộ đài Tuner. Đây, đến từ thương hiệu của Pioneer, model là F1500, điện 100V, công suất là 6W anh em. Còn đây thì nó sẽ có một cái dây để mà anh em biết tín hiệu. Mà nói chung hình thức của bộ này còn cực kỳ mới nha anh em. Cho anh em nhìn xem mới đẹp lung linh luôn em ạ. Mặt trước mặt sau nội thất ở bên trong không có điểm gì để chê luôn. Và bây giờ mình sẽ test luôn về chất âm của bộ này mời anh em. Trên dòng phố đá tôi tình cờ quen ngồi bên nhau gọi tên nhau để rồi xa nhau.
bằng con tim một người yêu em. Chuyện đã cháy sự gió núi sơ sóng khơi tan vỡ mong để tôi nghẹn ôm cuộc đời vạn phần. Chờ ai đây, đợi ai đây, và tìm ai luôn về chức năng của bộ đài tuner của Pioneer này. Mời anh em, đầu tiên mình sẽ chuyển qua cổng là tuner, mình sẽ mở volume. Đây, nói chung thì mình đã ra đài sẵn và bây giờ mình sẽ test luôn cho anh em. Đây, mời anh em. Nói chung mọi chức năng của bộ pre, bao và tuner này đều hoạt động hoàn hảo. Bộ đài tuner này thì nó bắt sóng cực kỳ là tốt của anh em. Anh em yên tâm về chất lượng của bộ tuner này. Còn về chất âm của bộ bao và bộ pre này thì nghe phải nói là cực kỳ là xuất chúng anh em à. Mình đang test với cặp loa 4 tấc đến từ thương hiệu của Mỹ là Community. Cái này cho ra bass đập và nó là căng đét luôn anh em à. Mình rất thích cái bộ bao. Về bộ bao thì anh em biết đấy, nó sinh ra để khuếch đại công suất, nên cùng mức công suất của bao với của Omni thì bao luôn đánh mạnh hơn, nó là gấp đôi luôn anh em à. Và con này mặc dù đánh mấy loa lớn nhưng mà nó vẫn đánh ra được hết chất âm của cặp loa Community 4 tấc. Nó là rất là tuyệt vời, chép xuống mà nó là rất là sâu nha anh em. Con này anh em nhà to, cửa rộng thì chơi con này cũng là nó là rất là tốt anh em à. Đặc biệt thì con này có cả loa nét rồi anh em. Loa nét con này hoạt động nó là cực kỳ tốt luôn anh em. Nói chung bộ này mặc dù giá rẻ nhưng mà chất âm lại hay. Và từ trước đến nay thì mình đánh giá rất là cao bộ này. Và rất là nhiều anh em đã từng chơi qua bộ này thì mình thấy feedback lại nó là rất là tốt cho anh em. Rồi anh em thấy sao về tổng quan bộ pre, bao và tuner này? Hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu anh em thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới.